lại quý vị và các bạn trong chương trình Lăn cùng trái bóng của 10 tháng 8, nhà cái uy tín nhất châu Á. Chương trình được tổng hợp nội dung bởi VnSport.media sẽ đưa quý vị trải qua những phút giây sôi động cùng trái bóng trên khắp các đấu trường từ trong nước đến quốc tế. Ngay bây giờ, chúng ta cùng điểm lại các tin tức bóng đá đáng chú ý trong tuần. Mở đầu chương trình là cuộc đọ sức giữa Juventus và Real Madrid tại lượt đấu thứ tư vòng bảng Champions League. Trong cuộc so tài đỉnh cao này, các ngôi sao của cả hai đội bóng đã công hiến những pha bóng tuyệt đẹp khiến khán giả ngột thở. Buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, Juventus nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi thời cuộc. Đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số của Vidal trên chấm 11m. Đầu hiệp 2, sử dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, Ronaldo đã có bàn thắng săn bằng tỷ số cho kèm chiến thắng. Có bàn gỡ, Real cởi bỏ được áp lực và tận dụng đà hưng phấn đang lên để ghi tiếp một bàn thắng nữa của Gareth Bale ở phút thứ 60. Tuy nhiên 5 phút sau, Juventus đã đưa ra câu trả lời với cú đánh đầu chuẩn xác của Llorente. Với kết quả hòa này, Real đã gần như chắc chắn đoạt vé đi tiếp, trong khi Juventus vẫn chưa hết hy vọng khi họ chỉ kém hai đội xếp trên một điểm. Borussia Dortmund Arsenal 0-1. Làm khách trên sân của Dortmund, Arsenal đã có một chiến thắng không dễ dàng. Trong hiệp 1, pháo thủ bị ép sân hoàn toàn, trong khi đó Dortmund tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng các chân sút tỏ ra vô duyên trong những tình huống quyết định. Bước sang hiệp 2, cái trận không có nhiều sự thay đổi khi Dortmund vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các chân sút đội chủ nhà vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự vững chắc của pháo thủ. Ngược lại, Arsenal biết cách cụ thể hóa cơ hội một cách tối đa khi cú dứt điểm đầu tiên của họ đã mang đến bàn thắng với pha lập công của Ramsey phút thứ 62. Với 3 điểm có được, pháo thủ tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp. Barcelona AC Milan 3-1, cùng đá trên sân khách nhưng AC Milan kém may mắn hơn khi gặp Barcelona. Không ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tới phút thứ 30, Ibiati đã phải vào lưới nhận bóng từ cú đá phạt đền thành công của Messi. 10 phút sau, Busquets nhân đôi cách biệt cho Barca. Vào phút cuối cùng của hiệp 1, Milan bất ngờ có bàn gỡ nhờ nỗ lực của Kaká. Sang hiệp 2, Balotelli vào sân và đã gây khó khăn lớn hơn tới hàng thủ Barca. Dù vậy, tới phút thứ 83, Messi chấm dứt mọi hy vọng của Milan bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Đánh bại Milan, Barca đã có 10 điểm, độc chiếm ngôi đầu bảng H và nắm chắc một suất vào vòng knock-out. Chuyển sang các diễn biến đáng chú ý tại bảng E, Chelsea có trận đấu tiếp đón đại diện của nước Đức là Schalke 04. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra tương đối dễ dàng với thầy trò Mourinho khi hàng phòng ngự Schalke mắc sai lầm rất đáng trách dẫn đến thất bại của đội khách. Đại diện nước Đức chủ động chơi phòng ngự phản công và những pha phản công của họ là rất sắc nét. Tuy nhiên, Schalke lại phải nếm trái đắng trong một tình huống ở phút thứ 31. Thủ thành Hildebrand đã đá bóng trúng người Eto bay ngược vào lưới. Có bàn mở tỷ số, Chelsea thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Để rồi ngay đầu hiệp 2, Eto tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn với một cú sút chéo góc đẳng cấp ở phút thứ 54. Những phút cuối, Dembaba ghi thêm bàn nữa ấn định chiến thắng đậm đà cho Chelsea. Thắng trận 3-0, thầy trò Mourinho bứt phá đối thủ để độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 4 vòng đấu. Một trận đấu kịch tính và được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi tại vòng 11 Premier League vừa qua là màn thư hùng trên sân Old Trafford giữa MU và Arsenal. MU Arsenal 1-0. Lợi thế sân nhà cùng chuỗi thành tích đối đầu tốt hơn trong các mùa giải trước, giúp đoàn quân của David Moyes phần nào chiếm được thế trận. Đến phút thứ 27 của trận đấu, tiền đạo Van Persie bất ngờ đưa quỷ đỏ thành Manchester vượt lên dẫn trước với cú đánh đầu chính xác. Ở chiều ngược lại, không một ngôi sao nào của Arsenal tỏa sáng. Arsenal đã không thể thể hiện được sức mạnh như thường thấy. Họ thi đấu chậm và thụ động. Sang hiệp 2, Arsenal là đội chủ động chơi tấn công. Trong khi đó, đội chủ nhà MU chấp nhận chơi phòng ngự và chờ đợi những tình huống đột biến đến từ Van Persie và Rooney. Và không ít lần, quỷ đỏ thành Manchester khiến hệ thống phòng ngự của pháo thủ gặp khó khăn. Hết 90 phút, trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Pháo thủ thành London chấp nhận rời Old Trafford mà không có được điểm nào. Với kết quả này, MU leo lên thứ 5 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 11 vòng đấu, ít hơn 5 điểm so với Arsenal. Và Arsenal hiểu rằng đôi chân họ nên tiếp tục ở dưới mặt đất chứ không phải trên mây xanh.
Chelsea West Brom 2-2. Sau thất bại trước Newcastle ở vòng đấu trước, Chelsea lại tiếp tục gây một thất vọng nữa khi không thể vượt qua West Brom ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn và phải đến phút cuối cùng của hiệp 1 họ mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Eto'o. Nhưng sang hiệp 2, đội khách mới là người chơi tốt hơn. Sau vài cơ hội, West Brom đã có bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của San Long. Chỉ phút sau đó, đội khách bất ngờ có bàn nâng cao tỷ số 2-1 do công của Sanchez Non bị dẫn trước. Mourinho liên tục có những sự thay đổi người, nhưng Chelsea vẫn thi đấu khá bế tắc. Đến phút bù giờ thứ 6, Hazard đã thực hiện thành công quả penalty đầy tranh cãi sau tình huống Ramirez ngã trong vòng cấm. Thất hiểm trong gang tấc, Chelsea có được trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Trận đấu tại vòng 13 La Liga cũng khiến đấu trường trở nên sôi động hơn. Real Madrid, Real Sociedad 5-1. Hàng tấn công của Real tiếp tục thể hiện được phong độ rất cao ở trận tiếp đón các cầu thủ Sociedad. Đến phút thứ 13 của trận đấu, Cesc Ronaldo mang về bàn thắng mở tỷ số cho Real với cú sút tiếp đón ở góc hẹp. Và trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có thêm 3 pha lập công nữa với các tình huống dứt điểm của Benzema phút thứ 18, Ronaldo phút thứ 27 và Khedira phút thứ 36. Sang hiệp 2, bất ngờ tiền đạo Zeman ghi một bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút thứ 21. Dù vậy, bàn gỡ của Sociedad cũng không thể giúp đội bóng này thi đấu tốt hơn ở phần còn lại của trận đấu. Bởi đến phút thứ 76, Ronaldo đã hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này với một cú sút phạt đẹp mắt để nâng tỷ số trận đấu lên 5-1. Barcelona Betis 4-1. Bước vào chuyến làm khách trên sân của Betis, huấn luyện viên Martino bên phía Barca tung ra đội hình khá mạnh với những Messi, Neymar ra sân từ đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút thi đấu, chân sút chủ lực Messi của đội khách đã phải rời sân với một chấn thương. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra chỉ trong vòng 2 phút, từ phút thứ 35 đến phút thứ 37, Neymar và Pedro thay nhau phát hỏa giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-0. Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự 45 phút trước đó, Betis là đội bóng nhập cuộc chủ động, chơi dồn ép nhưng không thể đánh bại Valdes ở những cú dứt điểm cuối cùng. Barca chờ cơ hội tung ra những cú đấm quyết định và Fabregas hai lần làm được điều đó ở phút thứ 63 và 79. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Betis cũng có bàn thắng danh dự khi Molina ghi bàn trên chấm 11m. Chiến thắng 4-1 giúp đội xứ Catalan giữ vững ngôi đầu bảng hơn Atletico và Real lần lượt 3 và 6 điểm. Inter Milan Livorno 2-0. Ở một diễn biến khác tại Italia, Inter bước vào cuộc chiến với Livorno với tinh thần rất cao sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Udinese ở vòng đấu trước. Bên cạnh đó, Nerazzurri cũng rất cần 3 điểm như một lời chia tay chủ tịch Moratti trong trận đấu cuối cùng dưới triều đại của ông. Đúng như sự kỳ vọng, Inter đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước Livorno trong trận đấu này nhờ pha phản lưới nhà của Banzi và bàn thắng của Nagatomo. Với kết quả này, đoàn quân huấn luyện viên Mazzarri đã thu hẹp khoảng cách với top 3 xuống còn 3 điểm. Đây cũng là trận đấu thứ 5 liên tiếp, nửa xanh thành Milan không biết mùi thất bại ở Serie A. Vòng 12 Bundesliga đã chứng kiến kỷ lục 36 trận bất bại của Hamburg kể từ mùa 1970-1971 đã bị Bayern Munich phá vỡ. Chuỗi trận bất bại của Hùng Xám tại Bundesliga đã là 37 trận sau khi thầy trò Pep Guardiola dễ dàng vượt qua Augsburg với tỷ số 3-0. Và niềm vui của Bayern Munich như được nhân đôi khi đại kinh địch của họ là Borussia Dortmund lại bất ngờ gục ngã trước Wolfsburg. Ở những màn trình diễn gần đây, Bayern thường giành chiến thắng cách biệt một bàn trước đối thủ. Thế nhưng sau 45 phút đầu tiên tiếp đón Augsburg, người hâm mộ đội chủ nhà đã được chứng kiến hai pha lập công của Boateng ở phút thứ 4 và Ribery phút thứ 42. Sang hiệp 2, các cầu thủ Bayern vẫn là đội làm chủ thế trận với rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Tới phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, Müller mới mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà với cú sút 11m thành công. Giành trọn 3 điểm, Bayern Munich đã nới rộng khoảng cách với hai đội xếp sau lên thành 4 điểm sau 12 vòng đấu. Các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất về các trận cầu đỉnh cao diễn ra trong tuần. Và bây giờ, Lan Anh xin mời các bạn đến với thế giới giải trí sôi động của mới tháng 8. Những trò chơi trực tuyến của chúng tôi chắc chắn sẽ tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn và đem đến sự hài lòng cho các bạn bởi tính chuyên nghiệp, giao diện thân thiện và tốc độ truy cập cực nhanh. Thể thao M88 là nơi diễn ra nhiều kèo hấp dẫn trên thế giới. Tại đây, các bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho đam mê của mình với ngoại hạng Anh, bóng đá Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp cùng các giải đấu châu Á, châu Mỹ, châu Phi sôi động khác. Tương tự
sự như thể thao, M88 M88 có sức lôi cuốn khi hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nhiều hơn, âm thanh minh họa sống động, giao diện thân thiện hơn, tỷ lệ cược cực tốt, và đặc biệt khi đặt cược M88, bạn có cơ hội hoàn tiền 100% khi được hoàn trả 0,2% một tuần. Casino M88 sẽ cho bạn cảm giác kỳ thú với nhiều trò chơi. Chỉ cần đăng ký ngay cho mình một tài khoản, bạn sẽ có cảm giác như đang giải trí tại Macau thứ thiệt với những dealer chơi bài xinh đẹp và chuyên nghiệp. Hơn nữa, khi lọt vào top 5 thân bài club, bạn sẽ được nhận ngay iPhone 5S từ M88. Kenner và sổ số 3D của M88 mang vận may gõ cửa nhà bạn với ưu đãi hoàn trả tiền cược 0,8% một tuần. Chơi Alotto đặt cược 1 đô, cơ hội chiến thắng lên đến 60.000 đô. Tham gia cược Live 3D Lottery vào thứ 5 hàng tuần sẽ nhận ngay 168 điểm thưởng. Thế giới trò chơi slot game của M88 cũng sẽ đem đến cho bạn nhiều hưng phấn với nhiều trò chơi hay và thắng lớn mọi lúc mọi nơi. Chơi poker tại M88 sẽ hỗ trợ phần mềm poker miễn phí 24/7, thanh toán an toàn, nhanh chóng và bảo mật. Ngoài ra, M88 có hàng chục khuyến mại mới. Hãy ghé thăm ngay trang m88.com để không bỏ lỡ một cơ hội chiến thắng nào nhé. Thưa quý vị và các bạn, sau những thông tin sôi động từ các sân cỏ trong nước và quốc tế, chúng ta hãy cùng giải trí với những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ của chương trình Lăn cùng chơi bóng. Đây là những hình ảnh ghi lại trên sân tập của Barcelona. Messi ghi điểm bóng rổ bằng đầu ngoạn mục. Siêu sao Barca kết thúc màn tâm bóng phối hợp cùng đồng đội Mascherano bằng pha đánh đầu đưa bóng chui gọn vào rổ trên cao. Tình huống diễn ra trong buổi tập của Barcelona mới đây, bàn thể hiện kỹ thuật của Messi và Mascherano nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của huấn luyện viên Martino và các trợ lý. Nếp sắp được phong tước hiệp sĩ, cựu tiền vệ MU có tên trong danh sách ứng cử viên phong tước vị cao quý của Hoàng gia Anh. Các nhân viên xét duyệt vừa tiến hành các cuộc kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn với những người được đề cử tước hiệp sĩ. Nếp được cho là có nhiều khả năng được vinh danh lần này và có cơ hội gặp những Hoàng Anh vào tháng sau. Nếu được phong tước hiệp sĩ, cựu thủ quân tuyển Anh sẽ được gọi là Sir, Ngài và bà xã Vic sẽ được gọi là Lady, quý bà. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình Lăn cùng chơi bóng của M88. Chương trình được tổng hợp nội dung bởi vnsport.asia. Các bạn hãy nhanh tay truy cập và mở ngay cho mình một tài khoản miễn phí tại m88.com và trải nghiệm công nghệ giải trí online uy tín hàng đầu trên thế giới hiện nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.